Thưa quý vị, là thị trường thịt lợn hơi ngày hôm nay không có nhiều biến động, có chăng là tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg tại một số địa phương. Còn lại hầu hết cả ba miền thì giá lợn hơi, giá thịt lợn ghi nhận ở quanh mức là 48.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, miền Bắc ở quanh mức 49.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Theo đó, phần lớn các địa phương trong khu vực đang duy trì giao dịch tại mốc 50.000 đồng 1 kg, gồm Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam và Tuyên Quang, cao nhất là tại Hưng Yên với ngưỡng 53.000 đồng 1 kg. Mức giao dịch thấp nhất trong khu vực là 49.000 đồng 1 kg tại tỉnh Lào Cai. Còn tại miền Trung và Tây Nguyên, đi ngang quanh mốc 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và Đắk Lắk tiếp tục là những địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực với 49.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, Nghệ An tiếp tục neo tại mức 51.000 đồng 1 kg, cao nhất tại khu vực này. Tại miền Nam, giá lợn hôm nay ghi nhận ở mức 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng đang duy trì thu mua lợn hơi ở mức 51.000 đồng 1 kg, cao nhất khu vực. Mức giá thấp nhất tại đây là 48.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại An Giang và Trà Vinh. Vũng Tàu điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg lên mức 50.000 đồng 1 kg, ngang bằng với mức thu mua tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Bến Tre. Thưa quý vị, là từ 15 giờ ngày hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 830 đồng, RON 95 giảm 1.100 đồng. Các mặt hàng dầu thì sẽ đồng loạt giảm từ 870 đến 1.050 đồng. Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 22.080 đồng một lít, còn xăng RON 95 là 22.800 đồng. Đây là lần giảm giá xăng thứ hai liên tiếp từ cuối tháng 11. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 1.050 đồng còn 17.330 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 870 đồng một lít còn 16.320 đồng. Dầu ma rút cũng về mức là 15.740 đồng một kg, tương đương mức giảm 730 đồng. Như vậy là sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm, 24.990 đồng một lít vào ngày 10 tháng 11, giá xăng bán lẻ trong nước có hai đợt giảm liên tiếp với tổng cộng là 2.190 đồng một lít dành cho xăng RON 95 và 1.580 đồng một lít dành cho xăng E5 RON 92. Thưa quý vị, vào sáng nay, ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh những ngày gần đây. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca mắc có xu hướng tăng, nhất là ca mắc ngoài cộng đồng, trong khi nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập lây lan cao. Thủ tướng khẳng định hiện nay đã đủ vaccine để tiêm, nên nhắc lại yêu cầu chậm nhất ngày 31 tháng 12 phải tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên. Tiêm mũi 3 cho các đối tượng cần phải tiêm, phải có lộ trình cụ thể để tiếp tục mở cửa. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc, nhưng số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương. Nguyên nhân là bởi dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng, có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, có khả năng bùng phát dịch bất cứ lúc nào, nhất là tại các địa phương có mật độ cư dân cao, giao thương đi lại lớn. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cảnh báo, thời tiết đang chuyển mùa từ đông sang xuân, thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus. Bên cạnh đó là sự gia tăng giao thương đi lại dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới. Ngoài ra là tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của một số đơn vị, người dân trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội. Thưa quý vị, hiện cả nước đã tiêm được 131 triệu liều vaccine COVID-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt 96% dân số trưởng thành. Mũi 2 đạt 77% dân số, 57 tỉnh thành đang tiêm vaccine cho trẻ đạt 6,4 triệu liều, 57% dân số từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1, 13% được tiêm đủ liều. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 10 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và liều bổ sung cho người mắc bệnh gây suy giảm miễn dịch và tuyến đầu chống dịch COVID-19. Theo lộ trình, tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất là 28 ngày, tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng. Trong năm 2022, thành phố sẽ tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng theo thứ tự ưu tiên, tiếp tục tiêm cho người suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản ít nhất là 28 ngày, tiêm nhắc cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm 2022. Đối với liều bổ sung,
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất là 28 ngày. Người từ 50 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước. Theo kế hoạch của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 6,3 triệu liều vaccine các loại để tiêm liều bổ sung hoặc nhắc lại cho người dân. Thưa quý vị, theo thống kê từ các đơn vị giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, hiện toàn thành phố có trên 7.000 trẻ mầm non. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là thời điểm đầu tháng 12 năm 2021, khi có hơn 300 trẻ phải nghỉ học vì liên quan tới yếu tố dịch bệnh, thì nhiều phụ huynh trở thành ở thành phố này đã chủ động cho trẻ nghỉ học. Thời điểm này, tại thành phố Lạng Sơn, một số phụ huynh và trẻ khi đến trường đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay ngay tại cổng. Để phòng dịch hiệu quả, các nhà trường cũng thường xuyên phun khử khuẩn tại các lớp học, hành lang và khu vui chơi. Thế nhưng vì tâm lý lo lắng trước tình hình dịch bệnh, chỉ có lác đác vài phụ huynh đưa trẻ tới lớp. Mặc dù nhà trường đã tăng cường đẩy mạnh cái công tác phòng chống dịch bệnh như tăng cường tuyên truyền, rồi tổng vệ sinh phun khử khuẩn toàn bộ trường để đảm bảo cái phòng chống dịch bệnh COVID. Tuy nhiên là trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID thì nhiều phụ huynh còn lo lắng và e ngại, nên là ngày hôm nay thì số trẻ đến trường của nhà trường thì rất là vắng, chỉ được khoảng 10%, gần 80 trẻ trên 18 lớp ạ. Theo thống kê, thời điểm đầu tháng 12 năm nay, toàn thành phố Lạng Sơn có 5.000 trên 7.000 trẻ mầm non nghỉ học. Quan điểm xuyên suốt của ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn là vừa phòng chống dịch và vừa duy trì chất lượng giáo dục. Vì lẽ đó, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lạng Sơn dù không có nhiều trẻ đến lớp nhưng vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Dù con ở nhà hay là dù con đến trường thì nó cũng đều có những cái nguy cơ nhất định ấy. Thế nên là tôi vẫn muốn là cho con đến trường. Thứ nhất là con đến trường thì con được vui chơi, được học các hoạt động, các bài học ở trên lớp thì cũng đỡ hơn. Mà ở nhà thì bây giờ bố mẹ thì cũng đi làm ấy, nên là cũng rất là lo lắng. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục của các địa phương là với tinh thần là an toàn phòng chống dịch trong tình hình mới, thực hiện chương trình giáo dục và kiên trì cái mục tiêu chất lượng. Cụ thể là sẽ thực hiện nghiêm ngặt cái 5K, nhất là thông tin dịch tễ sớm. Giáo viên chủ nhiệm các lớp thì thường xuyên liên hệ với gia đình và nếu mà có yếu tố nguy cơ thì tạm thời cho nghỉ để chờ xác định của cơ quan y tế và thực hiện theo quy định. Dịch bệnh COVID-19 có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, tại trường học hay ngay tại gia đình nếu chủ quan lơ là. Các phụ huynh cần bình tĩnh, chủ động phối hợp với các nhà trường, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Bởi dịch bệnh chỉ được đẩy lùi khi mỗi người cùng nâng cao ý thức, tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.